Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay, hệ thống gây mưa tại các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do vậy, mưa dông vẫn diễn ra trên khắp khu vực. Trong ngày thì trời duy trì trạng thái nhiều mây có mưa, trong đó tại các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc sẽ có nhiều điểm đạt ngưỡng mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to và dông, nên nhiệt độ trưa chiều trên khu vực sẽ phổ biến dưới ngưỡng 30 độ. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành miền Bắc. Do vậy mà bà con sinh sống trên khu vực cần hết sức cảnh giác, chủ động ứng phó với khả năng sẽ có lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, nơi có địa hình dốc, nền đất yếu và ngập lụt tại những đô thị ven biển. Còn đối với khu vực miền Trung, thời tiết sẽ có đôi chút phân hóa giữa phần phía Bắc và phía Nam. Trong khi các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, do nằm ngay sát giải mưa dông phía Bắc nên trời tiếp tục nhiều mây có mưa. Cá biệt tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì còn xảy ra lượng mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Khu vực các tỉnh Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì thời tiết lại ít mưa hơn, thường chỉ là những cơn mưa rào rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Phân bố nhiệt độ trên khu vực cũng vì vậy mà tăng dần từ Bắc vào Nam. Tại các tỉnh phía Bắc thời tiết mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều dưới ngưỡng 31 độ, trong khi đó tại các tỉnh phía Nam thì có nhiệt độ cao hơn và dao động từ 31 đến 33 độ. Chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam phổ biến có cường độ trung bình nên trong ngày hôm nay thì thời tiết tại hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông chủ yếu xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm, tập trung tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, bao gồm các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và một số tỉnh ven biển của miền Tây Nam Bộ. Ban ngày thì mưa sẽ giảm hơn mà trời đôi lúc nhiều mây nên nền nhiệt cao nhất ngày không vượt quá 31 độ tại vùng cao Tây Nguyên và chỉ ở vào khoảng là 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa quý vị, cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội thì thời tiết vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và có lúc sẽ có mưa rào. Bầu trời âm u, độ ẩm trên 80%, nhiệt độ trưa chiều nay chỉ tăng lên mức 28 đến 29 độ. Về đêm thì nhiệt độ sẽ dao động quanh ngưỡng 25 độ. Thời tiết khá mát mẻ nhưng mà không mấy thuận lợi cho việc hong phơi đồ cũng như là các sản phẩm nông sản. Đặc biệt với độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh các ổ muỗi, côn trùng sinh bệnh. Do vậy quý vị và các bạn nên lưu ý vệ sinh giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, khô ráo, tránh để nước tồn đọng trong các bình lọ, đồng thời phun thuốc diệt côn trùng để hạn chế bệnh. Cùng chung xu thế với thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết tại khu vực Hải Phòng cũng vẫn sẽ có mưa trong cả ngày. Tuy nhiên thì cường độ mưa sẽ tập trung nhiều vào các thời điểm đêm và sáng, ban ngày là trạng thái nhiều mây, mưa giảm cùng với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở vào khoảng là 28 độ. Mưa dông đã kéo dài mấy ngày nay nên tình trạng thừa nước trên đồng ruộng cũng như là ở các vườn cây trái rất dễ xảy ra. Bà con nên lưu ý tiêu thoát nước hợp lý để cây trồng không bị dập nát, ngập úng và diệt trừ các loại sâu bệnh phát sinh do độ ẩm quá cao. Thêm một ngày thời tiết mát mẻ ở thành phố Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay thì mây thay đổi đến nhiều mây, mưa sẽ thường xuất hiện bất chợt nên phần nào sẽ ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên với nền nhiệt không quá cao, chỉ dao động trong khoảng từ 25 đến 30 độ nên thời tiết khá dễ chịu đối với cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Ngoài ra trên khu vực biển thì gió thổi không mạnh và sóng cũng không cao nên bà con ngư dân có thể tiến hành các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản. Trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió mùa Tây Nam nên những cơn mưa rào thường chỉ tập trung vào lúc chiều tối và ban ngày thì trời ít mưa và sẽ có nắng gián đoạn nên các hoạt động mua bán và thông thương của người dân thành phố sẽ không gặp trở ngại do thời tiết trong khoảng thời gian sau 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại đây thì ở vào khoảng là 33 độ. Về đêm thì thời tiết khu vực ít mưa và nền nhiệt hạ dần xuống mức từ 25 đến 27 độ, độ ẩm dao động từ 70 cho đến 90%. Bức xạ mặt trời cũng không có nhiều cơ hội chiếu mạnh xuống thành phố Cần Thơ. Trong ngày hôm nay thì gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động đều và tạo nên một màn mây bao phủ bầu trời khu vực. Hệ quả là nền nhiệt thành phố sẽ không vượt quá ngưỡng 32 độ. Tuy nhiên ban ngày cũng có lúc trời giảm mây và nắng, mưa sẽ diễn ra bất chợt. Do vậy khi lưu thông ngoài đường thì chúng ta cũng nên trang bị cho mình những vật dụng che mưa tiện dụng. Ngoài ra gió giật mạnh cùng sấm chớp vẫn là những vấn đề được bà con khu vực hết sức đề cao cảnh giác. Đêm nay thì nền nhiệt tại thành phố ở vào khoảng 25 cho đến 27 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.